Ây da, cô Hương nói như vậy là mất quan điểm đó nha. Ai uống đấy nhỉ? Ai uống mà nhìn mày. Bây giờ cô em mất kính tròn giống anh. Cho hỏi tên của kính cô Hương. Cái này là chúng mình phải biết. Phòng 24 em nha. Em phòng 16 anh nha. Hai mình. Rất hợp với hai tu luôn mọi người ạ. Sáng anh đi mua được một hộp. Hai cái thì đó. Ừ đấy. Thế xong đấy chiều anh hỏi, anh mới hỏi cái bạn dẫn đoàn là anh ơi em ở cùng phòng với ai? Hai là xóa danh sách một lúc thôi, anh bảo em ở cùng phòng với cả bạn Nguyễn Hải Long. Không mua được.